Khi bước đi trên đường đời, bạn có thể chọn con đường từ vô nghĩa sang có ý nghĩa. Bạn đã từng tự từ hỏi liệu cuộc sống mình có ý nghĩa gì không? Thỉnh thoảng, tất cả chúng ta đều tranh chiến với những ý, nghĩ như cuộc sống của chúng ta thật vô nghĩa. Và cuộc sống của chúng ta thật ra chẳng có ý nghĩa với ai cả. Nếu cứ phải tranh chiến với sự suy nghĩ này, thì sớm hay muộn, chúng ta cũng sẽ rơi vào cảm giác cô đơn và tuyệt vọng. Có lẽ bạn thậm chí đã từng nghĩ rằng Cuộc đời mình vô nghĩa đến mức tốt hơn nên kết liễu đời sống của mình, hơn là chỉ một chỗ nào đó trên hành tinh này. Những cảm giác cho rằng cuộc đời bạn không có nghĩa gì đặc biệt, không chỉ xảy ra với bạn. Một số những người thành công và quan trọng trên thế giới, những người nổi tiếng cũng tranh chiến với sự suy nghĩ họ là ai và tại sao họ lại có mặt trên thế gian này. Bạn có thể cố chống đỡ bằng cách làm việc chăm chỉ hơn, liều lĩnh hay cố làm cho cuộc sống vui vẻ hơn. Điều này có thể đem lại ý nghĩa tạm thời cho cuộc sống bạn, nhưng cuối cùng cũng vô ích. Vì bạn biết rằng những điều đạt được đó cũng vô nghĩa. Và đây là điểm chính yếu bạn không tìm được ý nghĩa thật. Cho đến khi bạn dâng đời sống mình cho đáng thật sự quan trọng, và đó chính là Chúa Giêsu Christ. Để bước vào mối tương giao với Đức Chúa Trời, bạn phải trở nên toàn hảo. Vì Chúa là đáng toàn hảo. Trong Ngài chỉ có tình yêu tuyệt đối và sự công bình. Thế thì làm thế nào bạn có thể đồng đi với Đức Chúa Trời khi bạn biết rằng mình đã thiếu đi sự toàn hảo của Chúa? Câu trả lời ấy là bạn không thể cùng đi với Ngài, bạn không thể đồng đi với Chúa dựa trên những tiêu chuẩn của mình vì bạn không toàn hảo. Không ai trong chúng ta hoàn toàn cả. Tất cả chúng ta đều thiếu mất sự toàn hảo của Đức Chúa Trời và điều đó gọi là tội lỗi. Nhưng Đức Chúa Trời yêu thương bạn nhiều đến nỗi Ngài đã ban con Ngài, con độc sinh của Ngài là Chúa Giêsu Christ đến thế gian trả thai cho tội lỗi của bạn bằng cách chịu chết trên thập tự giá cách đây hơn 2.000 năm. Và rồi Ngài đã sống lại từ cõi chết vào ngày thứ ba. Chúa Giêsu hiện vẫn đang sống. Ngài muốn có báo tương giao với bạn, Ngài muốn ban cho bạn tình yêu thương và hạnh phúc chân thật. Chỉ có Ngài mới làm được điều đó vì Chúa là đấng tuyệt hảo. Bạn có thật sự muốn tìm kiếm ý nghĩa cho cuộc đời của mình không? Hãy quay về với Chúa Giêsu Christ. Ngài có một chương trình cụ thể cho đời sống bạn, vì Chúa sẽ đồng đi với bạn. Nếu bạn sẵn lòng lắng nghe và làm theo điều Chúa phán, Ngài sẽ dẫn dắt bạn trong cuộc sống và ban cho bạn sự sống trong cõi vĩnh hằng. Cố tìm ý nghĩa qua công việc hay qua những mối quan hệ cũng giống như việc đuổi theo những ngọn gió. Mọi việc sẽ chỉ là đùa vui trong chốc lát, nhưng cuối cùng bạn sẽ chẳng được gì cả. Vì vậy, đây là quyết định của bạn. Bạn có thể đưa ra một quyết định làm thay đổi cuộc sống bằng cách mời Chúa Giêsu Christ vào đời sống bạn. Chúng ta hãy cùng trò chuyện với Ngài ngay thì giờ này. Là Chúa Giêsu, con chán nản với ý nghĩa rằng cuộc sống của con thật vô nghĩa. Và con không hề quan trọng với ai cả xin hãy tha thứ tội lỗi của con và đem lại ý nghĩa cho đời sống con. Con dâng tấm lòng của con cho Ngài và xin Chúa hãy làm chủ cuộc sống con ngay thì giờ này. Con cảm ơn Ngài. Còn bây giờ đây là điều bạn cần làm. Bấm nút Yes và chúng tôi sẽ cử một người liên lạc với bạn. Có thể bạn có nghĩ đến những vấn đề này nhưng bạn chưa sẵn sàng để bước đến với Chúa Giêsu. Khi bạn đã sẵn sàng, Chúa Giêsu sẽ luôn có mặt vì Ngài đang đợi chờ bạn. Chúa Giêsu yêu bạn.